Hello cả nhà, mình ở Phở Holic số 2 ở thành phố Stanton. Bữa nay mình sẽ ăn cái nhà hàng này để hồi giờ chưa ăn qua, để mình là ăn hai chỗ để coi cái chỗ nào ngon nhất nha. Hy vọng cả nhà ăn chung với mình nha. Cảm ơn cả nhà. Đó, cả nhà ơi, cái Phở Holic number 2 số 2, tiệm số 2 là ở đây nè cả nhà. Tiệm này tiệm mới mở 2 năm. Đó, mới mở 2 năm. Mời cả nhà ăn chung với mình ha. Xếp hàng. Phở Holic này cả nhà. Phở Holic số 2. Đó, người ta xếp hàng này không? Mình vô đây. Đó, mấy cô này là đây. Cả nhà ơi, ở đây nhà bếp này rất là nổi tiếng nha. Trời ơi, cả nhà thấy đẹp không? Hả? Ok. Đó. Ôi cả nhà ơi, tô phở phở Holic number 2 này cả nhà. Ở trên thành phố Stanton. Mình ăn cái này xong sẽ mình chia sẻ cho cả nhà ngon là không nha. Đó, rất là ngon nha. Hello, mời cả nhà. Đây là phở Holic number 2. Tô phở là cũng 12 đồng 99. Siêu to khổng lồ luôn cả nhà ơi. Đang nóng mà đang hấp dẫn. Cái này là phở gầu nha cả nhà. Phở Holic cho mình một cái dĩa này, rau quế với một cái chanh. Ở đây là cũng có dĩa khác là một cái giá chín, ở đây một cái hành tây, đó có ba dĩa riêng. Bây giờ uống cái súp này cho cả nhà xem ha, coi có ngon không ha. Uống xong rồi mình làm cái review cái tiệm này luôn ha. Ngon ở cái nhà, ngon quá, béo, ngon. Phở Holic, phở Holic rất là ngon. Cả nhà ăn chung với mình ha. Cái hành tây vô cái nhà, hành tây nữa. Phở rất là ngon. Cái súp rất là ngon. Wow, cái súp này nó rất là béo chứ rất là cái mùi phở đó. Ngon lắm cả nhà. Rất là ngon. Giờ mình bỏ rau quế vô. Với mấy cái rau này vô. Cái súp này rất là ngon nha cả nhà. Ngon lắm á. Ngon. Cái súp này á, nếu mà ngon á là không có cần bỏ tương ớt vô cả nhà. Không cần bỏ tương ớt. Ngon lắm. Bây giờ mình thử cái này kêu bằng phở gầu. Mình thôi được cái gầu cái nhà. Cái nửa chín với cái nửa thịt. Mình cho cái tương vô đây đi. Tương vô đây chấm cái nhà. Mình bỏ chút tương vô để cho nhà biết không, cái phở Holic này number 2 ở thành phố Stanton á, cái tiệm này mới chút mới
mới mà rộng và đẹp nữa. Mình cũng làm video bên kia rồi cả nhà. Cái súp này nó ngon lắm đó cả nhà. Phở Holic tiệm số 2 này rất là ngon nha. Cả nhà mời cả nhà ha. Cái gầu á, cái thịt á rất là tươi, rất là béo, rất là mềm. Rồi cái súp á, cái canh á rất là béo chứ ngon. Cái mùi phở đó cả nhà. Ngon. Nó béo. Ngon hơn nha. Tiệm phở khác ở dưới thành phố quận Cam này luôn. Ở trên cái Google ở đây á, là trên cái Google là 4.3 ngôi sao. Cái tiệm này là 4.3 đó cả nhà. Phở number 2, phở Holic number 2. Ngon. Phở gầu rất là ngon. Một tô này 12.99. Cái đó là thuế luôn á. 12.99. Sư to khổng lồ luôn. Thịt nhiều. Thịt nhiều. Với phở gầu nhiều đó là mình order cái phở gầu. Bún nhiều. Cái tô xe lửa đó. Cái này là phở bánh nhỏ. Ngon. Súp nó ngon thiệt. Giá. Cái thịt gầu á rất là béo, rất là mềm, rất là tươi. Rồi cái broth này á, cái nước phở á, nước canh á, nó rất là có mùi phở với mùi béo với vừa ăn. Bỏ tương ớt vô là hết sảy rồi cả nhà. Bánh phở này thấy không? Bánh phở là bánh phở nhỏ nha. Một cái tô này á, một cái tô này á là đẹp lắm cả nhà, đẹp mà to rồi chứ một còn nóng nữa, rất là ngon nha. Cái mỡ đó, mỡ là rất là ngon nha, mình ăn thử nha. Ngon, nó béo cả nhà. Phở nó rất là ngon nha, cái nước á. Cái thịt á là thịt mỡ nhiều, béo. Nha. Mỡ nhiều béo nha. Ngon. Ngon.
lạ vậy đó. Mình ăn mình bỏ tương vô, cái mình bỏ rau vô rồi á, bỏ ớt vô rồi á, giờ cái súp nó khác cả nhà ơi. Ngon nè, phở với gầu này cả nhà. Ăn tiền ở đây á, cái tô nó bằng tiết bằng sắt á, rồi cái súp nó nóng, rồi mớ đầu ra á, là nó rất là hấp dẫn, rất là đẹp. Cái tô xe lửa mà, rồi có ba chén rau cũng như là chanh với ớt với rau quế để riêng, rồi cái một dĩa giá để riêng, chín để riêng, rồi với một cái hành tây trắng á để riêng, đẹp sang mà cái này ha. Này mình chấm tương ớt nha cả nhà. Hành tây trắng. Ở đây mình phải tính tiền trước. Mình ăn mình phải khách hàng phải tính tiền trước. Một tô này đầu á là 12.99. Tô này mỡ với thịt nhiều, ngon béo. Cái này là mình thích đó cả nhà. Mỡ nó béo phải không? Mỡ gầu á, nó béo. Ở đây khách rất là đông nha cả nhà. Vậy cái phở ở đây ngon á, người ta ăn ở đây nhiều. Việt Nam ăn ở đây nhiều. Tới 10 á, mình đánh cái tô phở này luôn. Cái tiệm mà phở Olive Chu số 2 á, 1-10 á, mình đánh cái tô này á, là cỡ nha. 1 là dở nhất, 10 là ngon nhất. Mình đánh cái tiệm này, cái tô này á, là 8 á cả nhà, số 8. Làm một cái video này ủng hộ cái nhà hàng này cũng vì La cái nhà, vì bà chủ La hết hứng, hết hấp dẫn nha. Bây giờ uống càng uống càng nhiều, càng uống cái súp càng nhiều á, nó thấy là khác cả nhà. Hết mùi. Mà cái thịt mỡ rất là ngon. Quảng cáo hả? Dạ. Quảng cáo hả? Hả? Mình bỏ gia vị vô, mình bỏ tương ớt vô, đi rau quế vô, giá vô, là hết cái mùi rồi cả nhà.
hết mùi. Mà cái thịt heo quá ngon. Thịt heo nó béo. Ngon, tươi. Cái thịt này nó mỡ nhiều nhưng mà béo. Đi đâu đá lạnh, trà đá. Không có ông thúc, không cho ông thúc. Ok cái nhà, thì mình ăn xong rồi mình phải đi đi cái khỏi cái chỗ này luôn hai cái nhà ha, khỏi họ liền năm bình thường ha. Thì hy vọng cả nhà nhớ bấm cái chữ đỏ subscribe, share cái video mình cho gia đình của nhà xem ha. Cảm ơn cả nhà. Súp này hết nha cả nhà, uống hết nha, đó còn viên một cái luôn. Cái phở Holic này ăn mà khen mà ngon rồi, với phở Holic số 2, tiệm số 2 mà ăn bị giúp cái nhà hàng này ăn mà chủ còn chửi mình nữa. Trời ơi, vô duyên, ăn không vô. Xin lỗi cả nhà, mình giờ mình đi ăn chỗ khác. Cảm ơn cả nhà. Phở Holic số 2 service bad quá cả nhà. Trời ơi, giúp họ làm một cái video rồi khen ngon, rồi nếu mà ăn ngon thì khen ngon. Rồi cái thằng manager Việt Nam cho mình nãy mình có hỏi trước. Rồi có chịu cho quay có phép cho quay cái nhà bếp mấy cái tô phở không, anh nói ơ có quyền quay đi, thì mình nói mình không có đụng quay tới người đâu, chỉ quay mấy cái nồi phở thôi à. Vừa quay xong rồi cái bị bà chủ bà vô cái bà la vô duyên, ta cho phép rồi, cái thằng manager nó cho rồi mà bị la ăn không vô cả nhà ơi. Thì service bad quá. Mình cũng cho tiền tip đàng hoàng luôn. Mình cũng cho 2 đồng, 3 đồng đàng hoàng luôn.
thì service dở quá cả nhà. Mình giúp họ làm cái video, mấy cái video ấy. Cái này là phở Holic number 2 này làm đầu tiên, rồi cái phở Holic ở bên Garden Grove á làm mấy cái video rồi, còn khen ngon rồi. Bây giờ bà chủ ở đây bà không có tình cảm, khách nó nhiều quá rồi nó đâu khen mình đâu cả nhà. Thì cả nhà nếu mà cả nhà coi cái video này, cả nhà biết ở đây là service là real bad á, cả nhà dở lắm á, bị la nó ăn quay cho người ta rồi promote cái nhà hàng, cũng như quảng cáo cái nhà hàng này lên đi YouTube rồi hỏi permission người ta cũng cho, cái thằng Việt Nam thằng quản lý nó cũng cho. Thì mà bà chủ bà thấy mình quay cái bà cằn nhằn bà chửi mình ngay tại chỗ trong cái nhà bếp luôn, trời mình ăn không có vô. Thì bữa sau lớp tới này mình không có ăn cái nhà hàng này nữa. Cái nhà giờ cả nhà biết rồi, nãy giờ mình tắm 7.5 tới 8 chấm mà phở Holic số 2 là ăn vừa đầu ăn thì thấy cái mùi ngon, mà ăn bỏ rau với bỏ tương vô hết là hết mùi rồi cả nhà. Thì bữa sau này mình tới mình không có thèm làm video ở đây nữa, không có giúp họ là kiếm khách nữa cả nhà. Cảm ơn cả nhà ha. Bây giờ mình đi ăn cái tiệm khác, ăn nãy ăn không vô. Giờ mình compare cái tiệm khác cho cả nhà nha.